Tôm mắm nêm nè, rất là ngon. Không ba còn... ăn con cá luôn bà. Cá hồi nãy, cá hả? Dạ. Cá lại. Đó. Ăn không mê luôn. Mê luôn bà. Đã mắm nêm mà lâu lâu mới có đó. Dạ. Tới mùa mè nó không có. Hôm bữa là quê Thái vô mùa cá cơm là mùa hè cả nhà, tầm khoảng tháng 6 cho đến tháng 9. 3 tháng. Và bây giờ cũng vào lê ra nhưng mà giá nó rất là đắt, là không có mua muối mắm hay là làm mắm nêm được, phải đợi vô mùa thì muối thì giá thành nó mới rẻ. Có nhiều tiệm mắm nêm nó nâu nâu đen đen á. Mà mắm nêm này màu đẹp cực kỳ. Do em bán mà anh. Đẹp mà ngon nữa, chất lượng. Được ăn miễn phí. Vô. Ngon quá ha. Hi, xin chào cả nhà đã đến với kênh Thái Nhà Biển. Cả nhà ơi, em Thái đang cầm cái cấp là mấy bữa nay cửa hàng nhà em Thái luôn luôn là về tôm hùm đỏ. Bởi vì sao bão số 7 ở cả nhà là hàng về rất là nhiều và mỗi ngày là hơn 30kg tôm hùm đỏ. Và rất vui là được quý cô chú, quý anh chị và các bạn ủng hộ nhiệt tình em Thái. Phải nói là quá đã luôn cả nhà. Hôm nay em Thái sẽ bán những cái mặt hàng gọi là siêu phẩm và đặc sản ở quê em Thái. Đây là những con tôm tích vằn nè cả nhà. Và hàng mới vô liên tục luôn. Này là vô vào buổi chiều nè. Ngày mai em Thái sẽ vào cho khách. Thường là các anh là dặn trước rất là nhiều. Đây à. Em Thái đầu tư cái hồ này hơn 40 triệu nên là rất là thích khi mà hồ mình rất là nhiều hải sản vào. Đây, giờ em Thái mới vừa nhận cái đơn buổi tối ngày hôm nay là em ơi bắt cho anh là 5 con tôm hùm đỏ siêu to. Nhưng mà tôm hùm đỏ nó không to được cả nhà, nó chỉ tầm khoảng là 5 con 1 ký là to nhất. Hoặc là lâu lâu á, hoặc là lâu lâu á là tầm khoảng 3 con 4 con ký nhưng mà rất là hiếm. Đây. Hàng sống luôn và em Thái sẽ hấp cho khách miễn phí và kèm nước chấm luôn nha cả nhà. Có một số anh chị ở khách tỉnh á, hỏi á, tiền ship như thế nào thì em Thái cũng sẽ giải thích cho cả nhà xem luôn. Có nghĩa là khách ở Sài Gòn khi em Thái ship, em Thái cũng nhận tiền ship từ đây đến là vị trí nhà của khách thì là sẽ áp dụng vào phí ráp hoặc là Ahamo. Còn mà khách tỉnh á, thì em cũng chỉ nhận phí ship từ nhà em đến bến xe để di chuyển, cho nên là có khi mà khách nhờ em trả tiền cho nhà xe luôn là thành hai phí ship, có nghĩa là thùng em Thái miễn phí, thùng xốp á cả nhà. Còn mà tiền xe từ ở nhà em lên bến xe là một vòng là tầm khoảng 50.000, rồi sau đó là từ phí mà họ lấy tiền xe á là tầm khoảng 50 hoặc 100.000 tùy nơi, nên là cả nhà thông cảm nha. Cả nhà ở tỉnh mà nhận tôm hùm đỏ rồi á thì anh bút em Thái là ngon hay không nha cả nhà. Giờ này đi hấp nè cả nhà ơi. 5 con này là tầm 1 kg. Ở trong cái nồi hấp em Thái á là em Thái sẽ có là sả và lá chanh. Này. Sả và lá chanh để cho tôm á là được rất là thơm và ngon. Ủa nó bám. Ui. Sống nha cả nhà nha, tôm của mình là sống 100%. Nên cả nhà yên tâm nha. Đây, sống. Đây. Hàng rất là đẹp. Hàng thiên nhiên là vô cùng chắc khỏe luôn, cho nên là cả nhà yên tâm nha. Ủa nhảy. Đang chờ giây phút chín thì em Thái sẽ bóc ráp xuống cho anh dưới Thủ Đức. Và ở đây là em Thái đang đóng những cái chai mắm nêm và đi Mỹ cả nhà. Và ba thùng như thế này là 150 chai cho chị khách hàng bên Mỹ để chị bán. Nên là cả nhà ở bên nước ngoài cũng có thể đến cửa hàng của chị và mua rất là dễ dàng. Này, ngày mai em sẽ gửi đi. Và hôm nay em Thái là sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách sử dụng mắm nêm. Đây, em Thái bao bì rất là cẩn thận. Mỗi ngày em Thái sẽ cải thiện hơn về những sản phẩm mẫu mã cũng như là chất lượng là trên hết cho cả nhà. Thì hôm nay thì có gia đình Thái vào, có anh hai và ba vào, Bảo nữa cả nhà ơi. Bảo nữa. Bảo là nhà Thái là vào. Ở đây là Thái sẽ có nguyên liệu là mắm nêm. Đây. Mắm nêm của Thái Nhà Biển và giá là chỉ có là 45.000 đồng một chai nha cả nhà. 45.000 đồng một chai.
đó, vớt nồi. Hôm nay là em Thái rất là vui mừng, cảm ơn chị bên Mỹ đã ủng hộ em Thái Nha Biển. Và hôm nay Thái sẽ làm món là mắm nêm ăn với là thịt luộc và cuốn bún theo kiểu miền Trung. Thì nguyên liệu thì hôm nay còn có là ớt xay và tỏi xay. Mà ớt và tỏi cả nhà nên ở nhà tự làm thì sẽ thơm ngon hơn nha cả nhà. Đây này, tỏi xay da, bầm da, đâm da là còn miếng to to luôn này. Này, ớt, nhà em Thái ăn cay lắm cho nên là dùng ớt. Mặc dù trong chai mắm nêm là đã có ớt sẵn nha. Thì để làm nên một tô mắm nêm ngon và tuyệt vời thì em Thái sẽ sử dụng là trái khóm, hoặc được gọi là trái thơm cả nhà. Ở thịt đó là Thái sẽ chọi là ba rọi. Và thịt thì mình khi mà mình luộc xong á, thì cả nhà nhớ bỏ vào cái tô nước đá cho nó săn chắc lại nha. À, hiện tại thì tôm hùm đỏ nhà em Thái đang bán với giá là 1.250.000 đồng một ký. Tôm tích vằn em Thái là thưởng thức rất là ngon với giá là 1.400.000 một ký. Và có ốc bưu biển là 390.000 một ký, ốc giác vàng là 520.000 một ký. Thì ngoài ra em Thái còn có chả cá đỏ cũ nè, và có mực trứng, siêu trứng và rất là ngon. Đây, nếu mà làm mắm nêm á, thì chúng ta sẽ dùng khóm, xoài hoặc khế. Thái rất thích ăn khế nhưng mà hôm nay là lựa chọn khóm ở nhà. Thì nguyên liệu thì bao gồm là nãy Thái có nói á, mình ăn cay thì mình bỏ ớt thêm, và mình không ăn cay thì trong chai cũng đã có rồi. Này em Thái sẽ cắt nha. Em Thái bao bì á, là sẽ có đóng gói màng hết cho nên cả nhà yên tâm. Khi mà lột da là cả nhà sẽ dùng dao hoặc là kéo lột. Đây. 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 Mắm nêm Thái Nhà Biển nhìn đã không cả nhà, 45.000 đồng một chai bán lẻ ạ. Ở trong này khi mình lột ra lớp ngoài thì ở trong cái lớp ngoài á, có thêm một lớp bên trong nữa là thái niêm ở chỗ này. Mắm nêm sẽ lên men tự nhiên và ở trong này nó sẽ lên men. Và quý cô chú quý anh chị mà nếu mà bảo quản tốt nhất có thể bỏ ngăn mát để tránh tình trạng là lên men nhiều quá có thể gây bị xì cái nắp và hoặc là nó nổ cái nắp lên đó cả nhà. Một chai. Cái tô này rất là to nha, cái tô này nó bé nè. Nhưng mà bởi vì mình bầm thơm vào cả nhà. Đây, mình sẽ cho cá vào. Đây, đã. Mình bóp nhẹ là da hết. Wow, siêu ngon nha. Đây, mắm nêm á, là quê Thái đây được gọi là mắm cái. Và Thái á, sẽ bán á, là loại là còn nguyên con cái như thế này, ăn rất là ngon. Trời ơi, nó thơm lừng luôn cả nhà ơi. Trời ơi, chảy nước miếng luôn nè. Đấy, đã quá. Rất là ngon và tuyệt vời nha. Chảy nước miếng luôn, thơm. Với người mà nghiện mắm nêm như Thái mà gặp mà cùng với hợp khẩu vị mà thèm mắm nêm thế này, nó là siêu đỉnh, siêu ngon luôn cả nhà. Mình sẽ cho đường vào nha. Cả nhà nêm nếm là theo hợp khẩu vị của mình. Mình sẽ cho đường vào nha cả nhà. Ở trong là đã có ớt rồi nên cả nhà sẽ cho ớt vào khẩu vị cay hay là ít cay cho cả nhà nha. Nếu mà ăn ít cay thì mình không nên bỏ ớt thêm ạ. À. Nghiền con cá luôn. Rất là ngon. Rồi. Đây là em Thái sẽ chuẩn bị thơm.
Thơm á thì mình sẽ bằm nhỏ hoặc là bằm lớn theo khẩu vị cũng như cách ăn cả nhà. Với em Thái á thì là vừa vừa thôi, không to không lớn, nhưng mà thích là khế nhiều hơn, thơm cả nhà. Em Thái thích khế rất là nhiều hơn là thơm. Mà rất là lâu lâu mới vào chỗ Tài cả nhà đây. Thì tại nước mắm nhà em Thái là tháng 12 có. Và em Thái đã ghi lại số điện thoại với cô chú, với anh chị đã đặt hàng sẵn em Thái. Có là em Thái sẽ alo cho cả nhà liền, nên cả nhà đừng lo nha. Khớm nhiều cho nó ngon cả nhà. Thành phẩm rồi nha cả nhà ơi. Đây, siêu đỉnh luôn. Rửa tay sạch sẽ và tháo cái băng, cái bao tay ra để dễ cả nhà ơi, trơn quá. Đây, khi mà thịt luộc xong á cả nhà nhớ là bỏ vào ngăn đá nha. Ủa nhầm nhầm, bỏ vào thau nước đá để thịt săn lại cả nhà. Đây. Ăn mà bún mắm nêm hoặc là ăn ăn gỏi cuốn á cả nhà, chọn những cái thịt lát thịt như thế này ăn rất là ngon. Đây. Vừa có lớp da, lớp mỡ, lớp thịt, lớp mỡ, lớp thịt, rất là ngon, tuyệt vời luôn. Đã, thơm lắm. Số điện thoại người nhận. Dạ đây, số điện thoại người nhận em để đây này, của anh Tùng, quận 9. Dạ. Đây, bày đây nữa. Đây là mực trứng nha cả nhà. Mực trứng là bây giờ Thái đang chạy khuyến mãi 390 một ký ạ. Mà qua khuyến mãi là 430 ngày một ký nha cả nhà nha. Đây, anh giao giúp em nha. Dạ. Cảm ơn anh. Và bây giờ là cả nhà cùng với em Thái cùng thưởng thức, cùng gia đình luôn, cùng gia đình em Thái thưởng thức món gọi là gì, món khoái khẩu của miền Trung và nhất là ở nhà em Thái, đó chính là món thịt luộc chấm mắm nêm cuốn bánh chén. Let's go, mời cả nhà nha. Đây cả nhà ơi, giờ thì sẽ đợi ba má, lì em, lì anh, ông xã và anh hai, vợ chồng chị hai vào với cửa hàng nhà em Thái, phụ em Thái luôn. Đây là con tôm hùm hồi nãy em Thái có hấp cho bí Sam nè, hấp hồi lúc hồi chiều kìa để cho nó nguội. Tôm hùm đỏ nhưng mà rất chất lượng nha, nhỏ nhỏ có vỏ cả nhà. Bí Sam chào mọi người đi con. Hi. Mẹ luộc tôm nha. Hi hi. Rồi đây, mẹ luộc tôm nha ăn nha. Đây là con gì? Con gì? Tôm. Tôm hùm. Này cả nhà. Con này nhỏ lắm, con này khoảng lạng một lạng rưỡi à. À, chắc lắm nè, bên trong nè, gạch không à. Ăn tôm nha. Con chào cô chú đi. Chào cô chú, à hả? À cô chú hả? Chào cô chú. Con là Sam, năm nay con 20 tháng tuổi. Này, thịt rất là chắc nha cả nhà.
vỏ rất là mỏng và thịt rất là chắc. Đây, chắc nổi luôn, ngon không? Ngon nhất không? Đây, cho con ạ. À, ạ. À, đúng rồi, giỏi quá, ăn đi. Cứ 2-3 ngày á, là cho ăn con tôm. Nhưng mà sợ ăn dư chắc quá cả nhà. Là cái hồ hải sản này á, nhìn nó thèm thèm á, mà có mùi nhậu với con gái nữa. À, cho bổ sung canxi. Ngon không con? Ngon không? Thì mình lấy đi nha. Ngon không? Ngon không? Nhất à? Ngon nhất à? Ủa kéo kìa. Wow, ngon không con? Ngon không? Nó mê ăn cả nhà ơi, nó mê ăn. Chào mọi người hả? Trời. Ngon nhất à? Húng. Hello anh hai. Anh hai đi biển cũng lặn móng tay luôn cả nhà. Nhưng mà trời gió quá và móng tay bây giờ giá cũng xuống nữa, nên là vào chơi cả nhà. À, đây là chị múc bún, đó là chị hai của Thái. Và cả nhà sẽ, Thái sẽ công khai người tình của Thái. Đây, hello anh Thức. Anh Thức xinh thế. Sam ơi, ngon không? Ngon hả? Đây, đợi ba chút nữa là cả gia đình Thái sẽ ăn món thịt luộc mắm nêm. Đây, tôm mắm nêm mà siêu ngon, siêu thơm luôn. Cái này là chị, đáng lẽ là hôm nay đó là ăn hải sản và cho cả gia đình Thái là đi ăn hải sản buffet gần nhà Thái. Đợt này bão nhiều không ba? Gió to. Gió 7-8 không rồi. Gió 7-8 luôn hả? Ừ. Thử rồi. Mới mẹ đó. Ba Thái là mới vừa về cách đây 2 hôm ha. Sau đó ba trở lại Sài Gòn liền, lý do là bão nữa. Vừa bão số 7 xong là chuẩn bị là bão số 8 ở nhà. Này, mắm nêm của làm ba thơm không? Thơm không? Mới xuống rồi thơm à. Mới xuống thấy thơm à. Rồi. Ok. Thơm được hết. Đây là ăn. À cả nhà, à, đây là hồ hải sản của nhà Thái. Và kế bên hồ là má mi của Thái. Hello má. Má Thái là nãy là đợi lâu quá, má Thái ăn trước rồi cả nhà. Giờ là cả gia đình Thái ăn tối. Một cái tô mắm nêm ở cả nhà là mình có thể ăn được rất là nhiều lần. Nhưng mà hôm nay gia đình Thái đông nên là phải sử dụng hết cả chai luôn cả nhà. Đây là hai đứa cháu của Thái, một đứa gái bên này là con của chị hai, và đứa trong kia là em của Lì, em Lì Anh. À, Thái nuôi ba đứa luôn, là ở tại Sài Gòn, mai mốt là cho học Sài Gòn luôn cả nhà. Phát ăn bún với xì dầu nha. Đúng rồi, giỏi á. Này, coi ba thấy ăn nè. Thấy thèm cái miếng á. Thèm cái miếng á ba. Cái này lâu quá mới gặp lại này, ăn lại rồi. Dạ. Tính ra cũng phải vài năm mà chứ. Vài năm á ba hả? À, vài năm á. Nhiều khi mình đi lặn, mình ăn cá hoài á, mình... quên đó ba. Đúng rồi, lâu quá bây giờ nhớ lại thứ này. Dạ, vô quá. Là ba nói là Thái ơi làm mắm nêm ăn đi. Ăn hải sản ngày nào cũng ăn ngoài đó. Tôm biết rồi, bọn rồi ba ăn nhiều rồi. Mắm nêm. Dạ. Ngon. Ngon ba. Ngon quá. Nãy con pha ít đường, không biết là có vừa ăn hay không ba. Không, con vừa con ăn, vừa. Vừa ăn hả? Ừ. Mắm này còn nghi con cá luôn, rất là ngon đó nha. Đây chị hai thấy nè, chị hai bỏ bún vô hả? Đây là thịt luộc.
Cái này ăn với bánh tráng mà mè quê mình nữa là ngon nữa chị hai ha. Đây, chén của chị hai nè. Ủa đã chưa? Siêu ngon luôn. Hồi nãy đó, đáng lẽ là em Thái sẽ ăn mà ông xã lại nói là em quay phim đi chứ anh ghiền quá để anh ăn. Đây. À, cả gia đình Thái và cả nhà cùng thưởng thức món thịt luộc chấm mắm nêm cùng với gia đình Thái nha. Có ngồi chưa luôn. Đây, đây là ông xã. Ông xã review à. Ờ, ngon. Má mời xua ba xuống cho xấu vô. Rồi. Này có anh hai. Đây là má. Má nói là nãy ăn rồi nhưng mà thấy bày ra nữa, gọi là ăn nữa, thèm nữa. Sao ngon không con? Ngon không? Ngon hả? Lắc đầu á. Tôm đâu? Tôm đâu? Cầm lên. Cầm tôm lên, cầm lên. Cầm lên. Đợt này ba vô ba ở một tháng rồi ba. Ở tới Tết rồi ba. Ba ở chừng nào anh ba mày báo cáo em là ba về thôi. Dạ. Thổi cứ ở chơi. Là ở nhà Thái là có anh ba anh Tư ở ngoài nhà là thăm thúng thăm ghe nẻo của ba. Khi nào mà các anh điện là em rồi thì ba về. Đi câu cá tê. Câu xong lại. Đi câu cá ba ha. Ừ. Ngon quá. Vô bia không? À, lên bia ba ơi. Lên. Rồi bye bye vô. Wow. Ồ, đã quá. Ồ. Ồ, ồ, ồ. Sam mau lớn nha. Ăn uống mau lớn nha. Ủa đã chưa? Ôm ông ngoại rồi, bao ngày nhớ ông ngoại lắm á. Ừ. Đây là Binh, con của anh chị hai luôn. Vô phụ làm với Thái. Thêm lì anh lì em nữa, tổng cộng là hiện tại là ngôi nhà của Thái đang ở là hơn 10 người. Đây. Binh ăn món này bao giờ chưa Binh? Dạ, hôm nay ăn lại món quê hương nha. Anh Thức là chồng của Thái đó, là dân Đồng Nai. Nên là món này được về nhà Thái ăn á, thích. Được cái có người làm mắm nêm ngon là được. À, được cái có người làm mắm nêm ngon là được. Có gì ngon ngon nữa không anh? Có gì ngon, có gì. Cái này cũng thêm thơm cho ngon nha. Đó có thơm hết hả? Dạ có. Có thơm hả? Ở trong mắm nêm là em Thái là có thơm rồi. Nhưng mà muốn ăn chua nữa là ông xã Thái sẽ bỏ thơm vào ở ngoài nữa. Đây. Mắm nêm mà lúc ra xài không bằng thơm không? Dạ. Xài không bằng thơm không? Nó thơm, nãy giờ ba ăn mấy cuốn rồi ba? Cuốn nữa chắc ba cuốn à. Không, nãy con đếm là 4 rồi nha. 4 hả? Con là cứ ăn nhiều vô mà. Dạ. Con là cứ ăn vô. Mà một chai mắm nêm á là con bán có 45.000 chai thôi, tính ra là nếu như mà mình ăn cơm với bún không á, ủa mình ăn mắm nêm với lại bún không á, tính ra là cũng không nhiêu tiền ba. Bún mình mua khoảng 20.000 bún rồi cả nhà mình ăn. Còn đây mình mua thêm thịt luộc. Này mà có cà pháo nó ngon má ha. Đúng rồi. Thiếu cà pháo á. Thiếu cà pháo luôn. Ra tiệm là ăn không bằng nha. Ngon hơn ngoài tiệm nhiều nha. Ngon hơn ngoài tiệm đúng không anh? Rồi, do em làm mà do em bán nữa, cái gì cũng phải là chất lượng cả em cả mình nhà. Mình ăn chắc mà còn chuyện nó còn phá. Dạ. Đây là mắm nêm nguyên con cá cơm là lên nguyên chất, lên men nguyên chất. Cả nhà nhớ bảo quản tủ mát nha. Tại vì trong mỗi ngày sẽ lên men đó cả nhà. Và nhìn tôm mắm nêm nè. Rất là ngon. Ừ. Ba ăn con cá luôn ba. Cá hồi nãy. Dạ. Đó rồi. Đó. Ăn mắm nêm luôn. Mê luôn ba. Đã mắm nêm mà lâu lâu mới có đó. Dạ. Tới mùa mè nó không có. Hôm bữa là quê Thái vô mùa cá cơm là mùa hè cả nhà. Tầm khoảng tháng 6 cho đến tháng 9. 3 tháng. Và bây giờ cũng vào lây ra nhưng mà giá nó rất là đắt.
là không có mua muối mắm hay là làm mắm nêm được, phải đợi vô mùa thì muối thì giá thành nó mới rẻ. Có nhiều tiệm mắm nêm nó nâu nâu đen đen á, mà mắm nêm này màu đẹp cực kỳ. Do em bán mà anh, đẹp mà ngon nữa, chất lượng, được ăn miễn phí. Vô. Ngon quá ha. Ồ. Ủa tính ra là mình không ăn cơm luôn á má ba. Đúng rồi. Ăn cái này mà cơm mình nữa cơm. Lâu lâu hút cái này thôi chứ. Mê luôn. Mê luôn. Uống bia gì ba? Sài Gòn à? Ồ, mới. Má nè. Sài Gòn mới. Nhức nhối. Má nhức nhối. Thế là nhức nách, má là nhức là nhức nối. Không được ăn mắm nêm mà được ăn chấm. Ngon má. Ngon. Mắm nêm là mắm nêm. Nhìn chắc nhức nhối. Lại dụ ba đi ăn hải sản buffet, nhưng mà ba nói trời ơi ngày nào cũng ăn. Giờ ba thì vô là chỉ muốn ăn truyền thống. Ăn gì mới ngon nè. Ăn gì mới ngon ba. Ừ, ngon. Nãy giờ là lần cuốn thứ bảy rồi á. Đồ giờ ngon quá, cứ ăn không à. Lâu lâu là dính quá à. Dạ. Vô là thành bún hả anh Thức? Thành bún mắm nêm nha. Thành thơm rồi nè. Đỉnh luôn. Wow. Ăn cái mắm nêm thám mùi càng nào nhiều nào càng ngon đấy. Dạ. Cây cây ngon. Ngon. Nãy con có bỏ ớt thêm á ba, cay không? Cay ngon. Cay mà vừa ăn không ba? Thơm thơm. Thơm cực kỳ thơm luôn. Cái sò đồ cuốc là lặn ngoài đó là bữa giờ chắc cũng lên giá ba ha. Giá là cao rồi mà không có sò lặn không? Thổi á. Nước lặn chưa? Chưa được. Chỉ là mấy thằng chích á, chích điện á, chạy đi. Dạ. Còn mà như như không như ba thì chú chạy cho xong hết luôn, cho xong hết mấy sóng lớn á, sóng lớn mới đi. Dạ. Còn Túng là đi mới không thổi không mấy giá cao mấy mấy năm về trước mà ba với các anh đi lặn là nhiều không ba ha? Trời ơi, đó nói gì cũng có ra lặn từ 7 giờ ra 2 giờ vô thấy đầy thấm á, đủ thứ ốc sò gì cá lá vô rồi cứ sắp xô hai tay mình vô căng ra chứ lửa mà căng ra chứ còn bữa nay hiếm quá mà tính ra ba so ra hồi đó mình dày quá giá nó dĩ thì giờ này nó ít lại giá nó cao ba tính qua tính lại nó không vậy à nó không vậy ba ha à nó không vậy mà đều có là tầng thổi chúng mình nhỏ mình đi nổi còn ghi lớn rồi sọc lớn rồi đi khơi làm được. Dạ đó thì đó. Ủa mà ba à, lúc trước á, lặn á, mà sao con thấy dân biển quê mình á, cũng có một số nhà cũng khó khăn ha. Thì khó khăn là do cái chung gia thì ăn người ghi thì nếu mà có vốn có tiền á, thì có bạn là lên sự nghiệp à. Dạ. Còn chủ ghi mà vốn của không có thì bây giờ không có bạn đi thì phải xuống dốc à. Dạ. Đó vậy. Dù chủ thuyền mà có của là coi là có tiền bao cho bạn lặn thì lúc nào cũng lên sự nghiệp á. Dạ. Còn chủ thuyền mà không có của không có vốn thì không có bạn đi vừa lòng có suốt. Dạ. Đó là như vậy á. Rồi bạn này nó đi là cũng cần tiền nó mượn là 50 tâm không có chứ đâu phải 5-3 triệu đâu. Dạ có nghĩ là bạn lặn giống như là anh hai anh ba anh tư mà đi biển cho cái nhà chủ ghi á là thì ứng tiền và mượn tiền chủ ghi. Đúng rồi. Ví dụ nhà đó khổ mấy người khổ đó ứng. Không có tiền là mượn đi.
con mới nhà mà chú ta lặn ta ta có tiền ta không có muộn. Dạ. Cái khi nào có ăn rồi ta thống nó đi thôi. Dạ. Đó là vậy. Rau chị hai làm một rổ rau tươi ngon, quá trời ngon luôn. Này, cả nhà sẽ đang ăn và Thái sẽ cho cả nhà tham quan ăn nước hồ hải sản nha. Cái đồ ăn đắp đâm hay lắm. Cái nào ba? Đó thích chua rồi. Dạ, là ai chị... mà đâu nha nhức dai mà đâm đâm nếp nhiều vô lấy nước vào đắp bông đắp lên là coi một trong thời gian là cách bữa trước bữa sau là hết nhức. Ồ hay vậy ba. Ờ lát rồi. Là mình đau nhức quai gáy này nọ hoặc là mình đau chỗ nào là mình đâm ra. Đâm ra ngâm chung với đâm vô nếp rồi đấy, vô bông tay đắp vô. Đắp vô đó là trong một ngày đêm là coi là mai ra khỉ được. Ồ hay quá ha. Nè. Đây. Của chị hai nè. Chị hai nãy ăn rồi sao xuống xuống chị hai xuống ăn nữa. Ngon quá xuống ăn nữa. Ngon quá xuống ăn nữa. Ngon quá. Em làm á. Mắm nêm này ăn nguyên con cá luôn cả nhà, đừng có bỏ cá uổng nha. Ủa lên hết rồi hả? Thôi bỏ thịt ít gì vậy hai, bỏ thịt nhiều vô ăn à. Sợ ăn thịt nhanh hết á, mắm nêm cuồng luôn quá uổng. Là mình ăn sẽ được nhiều cuốn hơn á vậy hai ha. Bỏ thịt ít rồi cuốn được nhiều cuốn để làm hết tô mắm nêm. Đúng rồi. Đây, chế mắm nêm. Còn nguyên con cá nha cả nhà nha. Ăn này là giờ mắm nêm á. Dạ. 45.000 đồng một chai nha cả nhà, siêu ngon nha. Rất là ngon. Và cả nhà mà mua hàng của em Thái về á, cả nhà ăn á nó khác hẳn, những cái chỗ khác bán. Bởi vì lên men tự nhiên và rất là ngon, tuyệt vời. Này, cả nhà Thái là đang dùng. Thì giờ em Thái sẽ dẫn cả nhà đi tham quan hồ hải sản. Đây. Ốc giác vàng. Ốc giác vàng. Và đây là tôm hùm. Và đây là ốc bươu cả nhà. À, cả nhà cứ lên đơn em Thái nha, cả nhà nha. Em Thái là hàng vô mỗi ngày. Và hiện tại là sau bão số 7 là chuẩn bị bão số 8. Cho nên là cả nhà tranh thủ ủng hộ hàng em Thái về hàng hải sản sống. Thì cứ alo với số hotline là 0938 280121. Địa chỉ nhà em Thái là ở 78C đường số 12, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức nha cả nhà. Zalo em Thái là 0938 280121 ạ. Và hiện tại là em Thái có kinh doanh các đặc sản ở miền biển, mắm nêm, mắm nhỉ, cua lột, bánh chén. Và có bánh chén là em Thái là thứ hai tuần sau là em Thái vào bánh chén của Quảng Ngãi, rất là ngon và siêu ngon, đó là bánh chén gạo. Và em Thái có bán mực siêu trứng nè, cá dứa một nắng nè, và cua lột, hàng đặc sản ở quê em Thái luôn. Và cả nhà đừng quên với súp bào ngư Úc giá chỉ 179.000 nha cả nhà nha. Và bây giờ em Thái sẽ kết thúc video tại đây và kính chúc quý cô chú, quý anh chị và các bạn luôn luôn hưởng thật là nhiều sức khỏe và xem thật là nhiều video của em Thái. Và cả nhà cho em Thái một nút chia sẻ để mọi người biết đến kênh Thái Nhà Biển nhiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh Thái Nhà Biển nha. Ba, anh, bye bye và hẹn lại gần mọi người. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Thái Nhà Biển ạ. Giờ thì gia đình Thái tiếp tục ăn và tại vì mắm nêm Thái cử không nổi cả nhà ơi, siêu ngon.